Phút 11 khi Brighton bị dẫn 1-0, thủ môn Jason Steele phát bóng chuẩn xác để Kaoru Mitoma thoát xuống. Chân sút người Nhật Bản dễ dàng qua mặt hậu vệ trước khi tâng bóng qua đầu thủ thành David Raya, gỡ hòa 1-1. Với pha lập công này, Mitoma đi vào lịch sử Premier League với tư cách chân sút người Nhật Bản ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải, 7 bàn. Anh vượt qua kỷ lục trước đó của Shinji Kagawa, 6 bàn ở mùa năm 2012-13 cho Man United. Mitoma đang chạm đỉnh phong độ. Anh góp công vào 12 bàn 8 bàn, 4 kiến tạo chỉ sau 15 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường cho Brighton. Tuyển thủ Nhật Bản tỏa sáng cộng với bàn thắng của Danny Welbeck nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho màn thể hiện tệ hại của hàng phòng ngự Brighton. Cả 3 bàn thua của Brighton đều đến sau những tình huống mắc lỗi của hàng thủ chủ nhà. Lần lượt Pontus Janssen, Ivan Toney, Ethan Pinnock thoải mái dứt điểm tung lưới Steele từ cự ly gần, giúp Brentford dẫn 3-2. Mòng biển tấn công dồn dập nhưng phải nhờ đến tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của cầu thủ trẻ Aaron Hickey để giành lại một điểm. Phút 90, Alexis McAllister tung cú đá chuẩn xác từ chấm 11m để ấn định tỷ số 3-3. Brighton và Brentford cầm chân nhau trong cuộc đua top 4 khi lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7 với cùng 43 điểm.